Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolit VN ngày hôm nay. Đây là Cryptolit VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Ba chiến lược gia giàu kinh nghiệm trong giới đầu tư, Peter Brent, Peter Schiff và Michael Saylor đã có một màn tranh cãi trên Twitter về hiệu suất của vàng. Peter Brent, một nhà giao dịch hàng hóa và chứng khoán chuyên nghiệp trong hơn 30 năm, đã khơi mào cuộc chiến khi đăng tải hình ảnh Krugerrand, đồng xu vàng thỏi đầu tiên được sản xuất vào năm 1967. Brent đã mua đồng xu vào năm 1980 và cho biết nó chỉ tăng giá 3% trong hơn 4 thập kỷ. Nhà sưu tập huyền thoại còn đề cập thêm rằng Krugerrand của ông đã hoạt động kém hơn cả lợi suất từ tín phiếu kho bạc. Brent còn đi xa hơn khi thét tên của Peter Schiff, giám đốc điều hành và giám đốc chiến lược toàn cầu của Euro Pacific Capital. Schiff có một niềm tin mãnh liệt với vàng khi cho rằng đây là câu trả lời tốt nhất khi đô la ngày càng mất giá do lạm phát. Schiff đã đáp trả lại lời chỉ trích của Brent bằng cách ngụ ý nhà đầu tư này không khôn ngoan khi nhảy vào thị trường trùng với thời điểm kết thúc đà tăng giá kéo dài một thập kỷ của vàng. Giá của kim loại quý này đã đạt mức đỉnh 850 đô la một ounce vào năm 1980 trong bối cảnh lạm phát tăng cao và căng thẳng chính trị gia tăng vào cuối năm 1979. Một nhân vật theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin và là giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor cũng tham gia vào cuộc chiến. Ông ủng hộ ý kiến của Peter Brent khi tuyên bố rằng sẽ rất khó để xác định được giá trị của vàng. Vậy, hãy cùng đặt Bitcoin và vàng lên bàn cân để có cái nhìn tổng quan hơn về hai tài sản thế kỷ này. Ưu và nhược điểm của Bitcoin. Sự phổ biến của Bitcoin tăng nhanh nhờ một số yếu tố. Đây là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư giống như vàng. Nó cũng có tiềm năng trở thành một kho lưu trữ giá trị dài hạn với nguồn cung cấp cố định bảo vệ giá trị của nó. Không giống như tiền tệ fiat, là loại tiền tệ do chính phủ phát hành không được hỗ trợ bởi hàng hóa vật chất và được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương. Những người tin tưởng vào tài sản này tin rằng việc tăng giá của nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Giám đốc điều hành Galaxy Digital Mine Novogratz dự đoán Bitcoin sẽ vượt qua vốn hóa thị trường của vàng, hiện đạt hơn 11.000 tỷ đô la chỉ trong vòng vài năm, một số thậm chí còn gọi nó là vàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, phong trào đầu tư có trách nhiệm với xã hội SRI chỉ trích Bitcoin vì việc khai thác tiền tệ kỹ thuật số tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Một hậu quả của điều đó là Tesla, người ủng hộ ban đầu của Bitcoin, gần đây đã từ bỏ tiền điện tử này khi Elon Musk cho biết chi phí môi trường của hoạt động khai thác là lý do khiến giá Bitcoin bị đình chỉ. Ngoài ra còn có những lo ngại về tiền kỹ thuật số do khả năng vi phạm bảo mật. Ưu và nhược điểm của vàng. Vàng đã được coi là một vật lưu trữ giá trị đặc biệt trong nhiều thiên niên kỷ và cho đến nay vẫn vậy. Hơn nữa, đó là một tài sản hữu hình mà mọi người có thể dễ dàng truyền lại qua nhiều thế hệ. Đây là một tài sản chính mà các nhà giao dịch thuộc mọi thành phần trong các tình huống kinh tế khác nhau có thể tiếp cận được. Các ngân hàng trung ương cũng dựa vào giá trị của nó để giúp tạo ra sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Bản thân Hoa Kỳ đã sử dụng chế độ bản vị vàng cho đến những năm 1970, điều mà một số nhà đầu tư cho là một lựa chọn an toàn hơn do sự biến động của tiền tệ hiện tại. Độ tin cậy và tuổi thọ của vàng có thể lâu hơn tiền điện tử. Giám đốc điều hành và người sáng lập của Goldex, Silvia Carrasco. Carrasco chỉ ra rằng một số loại tiền điện tử đã bị cấm và Bitcoin có thể chịu chung số phận. Nhưng điều đó không có nghĩa là giá trị của vàng luôn giống nhau. Giá của nó đã biến động trong những năm qua và nó không tạo ra thu nhập hiện tại theo cách mà các khoản đầu tư khác có thể làm được. Vàng cũng có tác động đến môi trường. Tất cả hoạt động khai thác đều tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra, bao gồm ô nhiễm nước, khí thải độc hại và giảm đa dạng sinh học. Nó cũng có một lịch sử liên quan đến vi phạm nhân quyền và tài trợ cho các cuộc xung đột vũ trang. Thực chất, cả vàng và Bitcoin đều có những mặt hạn chế riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát, chúng luôn được xem là hàng rào bảo vệ hữu hiệu mà các nhà đầu tư tìm kiếm. Thật rất khó và còn quá sớm để có thể kết luận được tài sản nào đáng để đầu tư hơn, bởi trong khi vàng đã có lịch sử lâu đời thì Bitcoin chỉ tồn tại vỏn vẹn chưa đến 2 thập kỷ. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho các nhà đầu tư là đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để hạn chế rủi ro và không bỏ lỡ cơ hội. Và đó là bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo cùng CryptoLit VN mỗi ngày, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!